Chiều nay ngày 7 tháng 3, Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm đã tổ chức hội nghị sơ kết 20 năm hoạt động và trao thưởng khuyến học khuyến tài lần thứ 20 năm học 2023-2024. Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm được thành lập năm 2004 bởi gia đình nhà lão thành cách mạng, nhà lý luận phê bình điện ảnh Trịnh Mai Diêm, quê xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn. Trong 20 năm qua, Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm đã dành hơn 6 tỷ đồng để trao thưởng cho gần 1.000 lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập và hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã Nga Thủy mua sắm trang thiết bị dạy học. Thông qua hoạt động của quỹ đã góp phần thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, động viên cổ vũ tinh thần học tập cho các thế hệ học sinh. Nhiều học sinh từng được nhận phần thưởng và hỗ trợ của quỹ đến nay đã trưởng thành, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhân dịp sơ kết 20 năm hoạt động, Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm đã trao thưởng cho 36 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2023-2024, trao tặng kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Khuyến học xã Nga Thủy và các trường học trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 6 tháng 3, xã Nga Thủy đã khánh thành Trung tâm Văn hóa Thể thao xã với tổng kinh phí đầu tư 4,4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Khuyến học Trịnh Mai Diêm và các nhà hảo tâm tài trợ 2 tỷ đồng.